tránh cái chỗ đông người. Mùa corona thì mình đi kiếm chỗ nào vắng người, đi một vòng cho nó thoải mái. Đi chung với anh tài xế, hai anh tài xế nằm nhà hoài chịu hết nổi thì giờ mình đi. Đi tới cái khu nhà biển này, người ta trồng bông đẹp quá chừng luôn. Ở bên đường bông không. Bông quá đẹp ha. Bây giờ mình ra tới biển rồi đó. Biển này lần đầu tiên tới. Xung quanh biển à, những căn nhà rất là đắt tiền, rất là đắt tiền. Thì million đô la and nhiều. Thì từ bạc triệu trở lên đó. Một triệu, hai triệu, ba triệu. Đi. Hơi biển chỗ này thì tương đối là vắng. Nghe tiếng sóng biển nữa. Gió biển rồi tập trung. Anh biển gì anh nói lần nữa hả anh? Biển gì anh nói lần nữa hả? Chẳng nói tiếng Anh mà chỉ nói hoài. Hả? Nói dài quá em đâu có nhớ không? Thì lấy cái nam y giáo đủ như vậy. Còn dọc quá đằng sau nữa. Ở phía đằng sau xa xa kìa đẹp quá ha. Đó. The Oxy Sites. Có một bầy chim, bầy ấy đang phơi nắng. Mình quay một vòng biển cho các bạn coi ha. Đó, có những anh chàng Mỹ trắng đồ này kia ra đi phơi nắng rồi. Ánh nắng buổi chiều rồi. Nhốt ở trong nhà mấy tuần nay, sợ bị bệnh đồ này kia, bởi vì mình
Bây giờ mình ra biển khỏi gặp ai, không khí này tốt lành nữa. Sáng mưa mà chiều là khu này là nó nắng, không có mưa. Khu mình ở thì bị mưa. Quay dòng biển chỗ này nè, rất là đẹp. Nhưng mà biển nó sóng nhanh quá, mình canh chụp hình nó hơi khó, nó đập tới nhanh lắm. Mình thấy mình tưởng nó chậm, mình nó còn nhanh hơn mình nữa. Đó, hơi nước á, sóng đánh á, dạt vào á. Bên kia là có cái mỏm đá nè. Đây cho các bạn coi ha. Đó, tiếng sóng đó, đập tới chân mình luôn á. Đây nè, cái gió với lại sóng rồi này kia nó, cái những cái ngôi nhà của người ta nó xói mòn, nó xói mòn cái mỏm đá mà sát bên nhà luôn, thấy không? Đó. Ghê không? Xung quanh đây đó là nhà nè. Nhà của người ta cất sát luôn mình bờ biển. Quay cho các bạn coi. Cái biển này rất là ít người đi. Chỉ có vài người giống như mình vậy đó, đi ra biển này để mà ngắm cái thay đổi cái không khí á. Bầy chim biển đang đó, đọc bài. Chim bệnh nhấn chim biển lướt cánh tung bay. Đó, bầy chim biển đang bay ngang. Vậy là xong một ngày khám phá cái vùng biển lạ ở California.
sóng biển đánh vô bờ. Mặt trời bị khuất mây rồi, tối mù rồi. Bắt đầu chiều xuống, tối xuống rồi. Đi xung quanh cái cảnh nhà của người ta đây, sát bên đây. Nhà mà ở mé biển như vậy là những khu nhà đắt tiền á. Gần biển quá thấy cũng khí hậu thì tốt. Nhưng mà sợ sợ có những cái lúc biển mà giận thì hơi nguy hiểm. Có những mỏm núi đá này ở trên là phía trên là nhà. Vậy là xong buổi chiều, xong một ngày vacation của anh Vũ rồi. Chiều xuống rồi, chiều tối xuống rồi. Gió lạnh. Xin tạm biệt biển nơi này. Tạm biệt. Là cái khu khu biển hồi nãy, ở dưới là mấy biển ở trên bờ nè, khu trên bờ. Đây là phía biển. Giờ mình lại xe để đi về. Rớt đâu mất rồi, mới thấy này mất tiêu rồi. Rồi mình đi về kiếm gì ăn, nó bụng rồi. Đi về, đi về, đi về. Bye bye Laguna hả? Laguna biết cái gì anh đọc gì một dọc. Chiape. Sau khi đi biển về thì hai đứa ăn hai cái hamburger, hai phần vậy, hai ly nước. Xong rồi á. Ấp ấp ấp. Gì ship. Hai phần đó là bữa nay quán thời cái chỗ bán hơi vắng, mùa corona ta cũng ít đi ăn, hay là tại chưa có đúng giờ á? Ta bớt đi tìm hơn phải không?
Con sợ phải không? Bé này phần bánh này. Bữa nay tiệm vắng hơn ấy, nhiều chỗ ngồi hơn, thường thường giờ này là đông khách hết. Rồi bắt đầu mình ăn ha, ăn nhanh đang đi về. Mời nha, mời. Mời ăn luôn coi như mời ăn hết. Mời các bạn ăn ha. Đi chợ Mỹ mình ghé mua thịt bò. Nhưng mà sạch sẽ hết rồi, đây. Quay. Mình không có thủ như bà con, bởi vì bây giờ mình đói rồi, bây giờ đó. Nguyên cái chợ Steak and Broder nè. Đây là những cái đồ bánh trái rồi người ta mua sạch sẽ hết trơn luôn rồi. Đó, kệ này là không hết luôn. Mua được thùng mật ong đâu giờ, thùng mật ong lên coi. Đó, mua thùng đàn ông uống để mà tránh bệnh. Giờ mình đi qua vậy kia. Đây. Sạch sẽ kệ không hết trơn luôn. Đây là những cái kệ mà bán đồ hộp đồ này kia, sạch sẽ hết trơn rồi các bạn ơi. Ai chửi nhiều ta? Âu Anh thì không có rồi không? Âu Anh hôm trước đi kiếm không có rồi không? Âu Anh cũng không có. Út Xuân cũng chưa có luôn nữa. Hay là sáng giờ Út Xuân đi chợ gom đây không biết. Hay là Út Xuân gom đây không biết. Đó, đây là chợ Mỹ ha. Steak and Broder. Vô hàng thịt kia còn như... Giờ kiếm mua thịt bò về để mình ăn phở á. Hết rồi. Đây, khu này là bán thịt cá rồi đây, sạch sẽ luôn. Tủ thịt cá đường. Thường thường giờ này còn nhiều lắm, bữa nay sạch sẽ hết rồi. Đây, bữa nay mình mua mấy món thịt bò bistec để đây bây giờ sạch sẽ rồi ha. Tính ra cũng đâu có nhiều đâu anh. Tại vì cái dân vùng này của mình mỗi người ấy một cái thôi hết rồi ha. Ai cũng thủ hết trơn. Đây nè, cũng hết luôn. Tủ sạch sẽ luôn. Mấy hai con vịt có ăn đỡ không? Đó, đây cái chỗ này là chỗ kệ bán gà đồ. Bò đồ ha, sạch sẽ hết trơn rồi. Quay cho các bạn coi nha. Đó. Sạch sẽ hết. Vũ anh coi thịt bò mà loại con bít nó mua về để nấu cho nó còn mấy bịch đây. Chợ mùa Corona. Ủa sao không mua?
quay vòng cho các bạn coi ha. Còn đây là mấy cái tủ mà chứa đồ ăn mà ăn liền đó, mua về mới ăn liền, cũng sạch sẽ hết rồi. Cái này là mình đi chợ mùa corona nha các bạn. Bây giờ cũng ice cream ăn cho đỡ đói đi. Chứ mua thùng.